bến xe Mỹ Đình về quê hai em. Wow, đồ nhiều thế. Anh chở thì được á, mà sợ em ngồi không được á, anh sợ chở đồ nó còn mà em rớt mất tiêu á. Em ngồi được nha. Chết rồi, em bay ra ngoài. Em bay thì yên tâm anh tay lái cao lắm, anh nghề anh mà. Anh chở 10 con chó còn được mà. Ghê không? Em đi dạy thêm về một quả đi. Ồ, đi dạy thêm nữa hả? Eo ơi, em chào cô. Cô cho em đăng ký học được. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Google TV nha. Tôi Nguyễn Đình Hoàng, một vị khách tên là Nguyễn Trung. Nguyễn Trung thì chắc là con trai rồi. Alo. Alo ạ. Mình là 20 Nguyễn Trung đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ồ. Ủa, anh bị lú, anh xin lỗi nha, anh gọi Nguyễn Trung mà tự nhiên anh 20 Nguyễn Trung luôn. Ok, anh xin lỗi nha, anh tới liền. Dạ. Lát quá, tự nhiên khách người ta tên Nguyễn Trung thì tự nhiên mình ở 20 Nguyễn Trung đúng không? Nản mình thiệt chứ. Kiểu mình chạy xe cũng hơi mệt anh em à, giờ cũng trễ rồi. Gần 11 giờ rồi. Bến xe Mỹ Đình. Dạ yeah, đắt bây giờ đi đây à, đi chơi hay đi về quê? Về quê hai em. Wow, đồ nhiều thế. Anh bị hình bị em là Nguyễn Trung hả? À, đồ nhiều quá ha. Sao không anh chở thì được á, mà sợ em ngồi không được á, anh sợ chở đồ nó còn mà em rớt mất tiêu á. Sao không đặt taxi đi cho nó tiện? Em gọi taxi rồi nhưng mà không nhận. Ai nhận cả, nên em đành phải gọi xe máy vậy. Gọi taxi mà người ta không nhận hả? Hay là để em gọi thêm cái xe nữa để chở đồ thôi. Có nhiều đồ vậy. À, mà mấy giờ em đi ra xe vậy? Xe em 11:15. 11:15. Bây giờ là 11 giờ rồi. Ông ơi anh chở được á, chứ bây giờ em đợi một ông nữa tới lỡ đi lạc mất công lắm. Mà bây giờ em ngồi được nha. Chết rồi, em bay ra ngoài. À, em bay thì không, cái này mình cam kết trước đi. Cái này là kiểu là đồ nhiều hơn dự tính, cho nên là lỡ mà khách có xảy ra chuyện gì thì chúng ta thương lượng sau. Okay. Trên tinh thần cầu tiến ha. Ok. Yên tâm anh tay lái cao lắm, anh nghề anh mà. Anh chở 10 con chó còn được mà. Ghê không? Bây giờ em 10 con chó anh còn chở được mà. Ủa cái này cái gì đấy em về quê hay đi đâu đây? Em mang quần áo để phát cho một cái hộ gia đình ở trên Cao Bằng vậy. Lên đi. À đi Cao Bằng phát quần áo. À đi đi anh Tư Thiện à? À. Ui mẹ ơi, nặng đi. Ok. Được chưa? Mấy giờ xe chạy em? 11:15 ạ. Bây giờ 11:10 rồi. Rồi chúc em có chuyến xe tiếp theo. À, vậy rồi. Chúc em kịp chuyến xe. Em đặt taxi mấy lần rồi mà không được? Em phải đặt 4 lần rồi ấy. À. Mà nếu em đặt tiếp rồi em lại chờ nữa thì em sợ không kịp xe mất. Mình đi luồn lách xíu ha. Cho kịp nha. An toàn là được. An toàn nhưng mà chạy xe sao? Thế đồ anh cứ đi mà. À. Cứ đi vậy. Ghê ta. Vừa xinh gái rồi, vừa tốt bụng thế này. Mà sao không cứ kêu mấy cái xe lại đây đón luôn em? Mà đi chi lách cách vậy? Em đi xe kia nó tiết kiệm chi phí ấy. Mình sẽ tiết kiệm chi phí để mình mua thêm nhiều quần áo hơn. Dạ. Thì cái tiền đấy để mình
Em chịu khó nói chuyện nhiều lên, nói chuyện nhiều nhanh đến lắm. Em không nói chuyện là em chảy xe đó. Em là tạo cái trực tính đó. Bình thường gọi xe như thế này là em cũng không hay. Họ chuẩn bị mà anh thì em thấy sẵn. Đương nhiên rồi, trời ơi, không những vui tính nhiệt tình, đồ nhiều thế này mà vẫn nhận chở không? Như người khác là người ta không chở đâu. Cái vali của em nó cấn muốn gãy cái lưng anh rồi đó. Em quyết định đặt hai xe này. Hai xe rồi, xe nữa thì gọi nó cũng kịp mất. Hai xe là trễ đấy. Tí cứ bo anh nhiều nhiều là được. Anh gì chứ cứ đập tiền vào mặt anh là anh vui lắm. Anh nói giọng Nam. Nhưng anh quê gốc thì ở trong Nam. Anh gốc thì ở ngoài này. Nhưng mà ba mẹ anh làm ở trong Nam từ lúc anh mới sinh ra. Anh mới ra đây chạy Grab thôi, chạy Bibai thôi. Kiểu là anh muốn trải nghiệm chở con gái Bắc như thế nào. Đấy, nhưng mà con gái Bắc xinh gái tốt bụng thân thiện thế này là anh cảm giác là muốn ở lại đây lâu hơn rồi đó. Ủa cái này em đi theo đoàn hay đi như thế nào vậy em? Không, em đi cá nhân thôi. Tại vì lần trước em có tới Cao Bằng một lần đấy. Em thấy cũng có một số hộ gia đình ở cách nó cũng khá là xa, cũng khá là bất tiện đấy, không ở trung tâm ấy nên là cũng khó khăn đấy. Nên là tranh thủ có đợt nào em được rảnh rảnh một chút hè này thì là em lên đấy thăm lại một số hộ gia đình và quên móc quần áo cho người ta. Dù sao thì cũng có nhiều cái bộ quần áo mình không được tới ấy, cũng có một số cái là mình cũng đi nhận từ các đơn vị khác. Là có nghĩa là có cả quần áo của em, có cả quần áo của một số người khác, bạn bè của em này kia nữa ha. Thì mất công một lần đi. Ê, mình làm cho nó. Anh có cái áo bi này nè, anh lát anh nguyên góp luôn nhá. Anh cởi trần anh chạy về. Ở nhà anh còn mấy cái áo Grab nữa. Anh muốn lan tỏa tình yêu thương đến các em ở trên đó luôn. Em quê ở đâu? Em quê ở Vĩnh Phúc. Hay của Lạc. Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc mà lên tiếp Cao Bằng. Cao Bằng là quê của một người rất là nổi tiếng đó em. Ấn Độ. Ấn Độ Missy. Nhớ rồi ha. Chắc là em không bắt trên đâu. Còn em biết là Đồng Tháp là quê của ai không? Dạ. Em biết Đồng Tháp là quê của ai không? Dạ. Em không rõ. Đây, anh đây. Anh em là rõ. Anh là quê Đồng Tháp. Bố mẹ anh từ sống ở trong đấy. Đúng rồi. Em ơi, em có thể đừng ngưng thọt ép anh được không? Nó cứ bị giật á. Em nắm chắc vô luôn. Ừ, đúng rồi. Chứ anh nói là không thể em đâu á. Cứ em cứ lúc nắm lúc không, cứ nhột nhột. Mà sao không rủ bạn đi cho vui em, đi mình nha. Có mấy chuyến đi của em cũng hay đi một mình. Bây giờ mà rủ đoàn hay là rủ bạn thì nó sẽ khó sắp xếp thời gian ấy. Nên là đi một mình thì bao giờ nó cũng chủ động hơn. Với cả đôi khi là các bạn còn công việc rồi này kia. Kiểu là sở thích của em thôi ấy vậy. Dạ vâng, em ham đi, thích đi. Hèn chi nhìn mặt phúc hậu thế thì ra là làm việc tốt nhiều. Em nhìn mặt anh thấy sao? Em... em thấy nghe giọng là em thấy cũng đây anh đang làm anh đang gọi là gián tiếp làm việc tốt quá trời. Trời ơi, người ta thực tế rồi. Anh đang gián tiếp chở em đi làm việc tốt là chứng tỏ anh cũng có dính dáng đến cái việc tốt đó rồi. Nhanh tí nha, yên tâm đi, té có bác sĩ lo. Cứu tôi. Em có đau đùi không? Tôi là một người
cô. Cô cho em đăng ký học được. Học sinh em là cấp cao rồi, cũng tầm nha nha nhớ. Ồ. Học sinh trung học không? À cấp 3 hả? Em học. Cô dạy môn gì hả cô? À, tiết sử đi. Vật lý. À. Em học sinh yếu sinh. À, em không có yếu sinh. Em giỏi sinh, em chỉ yếu lý thôi. Cô xem dạy cho em nha. Kèo cả sinh rồi đi. Không à, thế là càng tốt, dạy sinh lý. Trời ơi, giáo phát quà xong mà chủ nhật lại về hay là thứ hai? Em xuống ở cổng nào em? Cái này như nó có hai ba cổng gì mà. Em xuống chỗ hai lần công phi đối diện cổng sau ấy ạ. À. Xe đó là đấy. Cổng sau. Đối diện cổng đúng không? Đúng rồi, đối diện cổng sau chỗ hai lần công phi ạ. Gần tới rồi đấy ạ. Rồi xe đón ngoài này chứ không phải ở trong bãi à? Dạ. À. Đúng xe Mỹ Đình. Đây ha. Dạ vâng. Xe này à? Không. Để em gọi cho nhà xe. Ok. À, anh cũng thích đi mấy này lắm. Cho anh kết bạn Zalo nha. Lần sau có đi thì cho anh theo với. Anh làm trợ lý cho. Trời ơi, xin cãi tê. Đây anh phải này. Của em là 40k. Dạ vâng, em cảm ơn. Đi vui vẻ nha. Đây nhớ quay clip chụp hình lại. Anh chở nhiều đồ cho em nên là em gửi anh 100k. Anh cầm giùm em 100.000. Ủa sao em không trả 40 rồi em lấy 60 đó. Em thôi, em lấy 60 đó em mua đồ thêm cho mấy bé. À. Em có 50k em trả anh 50k đó. Ủa thiệt luôn hả? Thì tại vì anh chở nhiều đồ em, nếu không em mất công gọi hai xe thì nó cũng vậy. Không, ý anh là 100 của anh. Ý anh là 100 của anh. Ngu rút. Anh lại trêu em rồi. Được. Để cho anh không? Đi cẩn thận nha. Bye bye. Nhớ đồng ý các bạn Zalo nha. Lần sau cho anh theo làm trợ lý. Ok. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip này của mình nha. Nhớ để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Google TV nha. Cô bé xinh quá. Kiểu mình đang xe cổ này, mình không có xe, mình xin đi theo luôn. Bye bye anh em.